nhanh như siêu nhân cứu con trai khỏi bị ngã từ tầng 4. Sự việc xảy ra tại tầng 4 một căn nhà ở thành phố Medellin, Colombia và được camera giám sát ghi lại được, cho thấy khoảnh khắc hai mẹ con bước ra khỏi cửa thang máy ở tầng 4. Trong khi người mẹ đang nói chuyện điện thoại và chờ ở bên ngoài cửa thì em bé đã tiến lại sát lan can và dự định sẽ dựa người vào đó, mà không hay biết rằng phần lan can ở đoạn đó đã bị hỏng và chưa lại một lỗ hồng. Hậu quả là em bé đã bị lọt thẳng qua phần lan can và cắm đầu xuống dưới. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà người mẹ đã kịp thời nhận ra vụ việc nên đã nhanh chóng trồm tới, lao cả người tới để kịp thời nắm chân của em bé lại. Phản ứng nhanh như siêu nhân của người mẹ đã kịp thời cứu em bé không bị rơi xuống tầng phía dưới. Sau đó với sự giúp đỡ của những người xung quanh, cô đã kéo con trai của mình lên một cách an toàn. Đoạn clip ghi lại phản xạ tuyệt vời của người mẹ đã nhanh chóng gây sốt sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng sau khi xem vụ việc đã ca ngợi hành động của người mẹ như một siêu nhân để cứu mạng con mình.